Lão sư, Thẩm Dập lúc này cùng kính hướng về vị lão xà kia hành lễ. Ông lão lúc này khẽ vuốt cằm rồi nói, mấy tên tiểu tử này biểu hiện ra làm sao? Thẩm Dập suy nghĩ một chút, cuối cùng dùng một từ nàng có là thích hợp nhất để hình dung. Vượt quá tưởng tượng. Ngân Nguyệt Đố La nở nụ cười rồi nói, đúng vậy, có một chút vượt quá tưởng tượng. Giữa tình huống ta không thể nào để cho bọn họ sát hạch để ngũ hàng, mới đến hạng thứ 8, đã có người đủ điểm. Tên Đường Vũ Lân kia không đơn giản đâu, khí huyết lực lượng trên người hắn vô cùng nồng đậm, còn người đúng là khá sống. Chọc thế, chúng ta có thể nói chuyện được rồi. Ba tên tiểu tử gia hỏa kia, ta mặc kệ, ngược lại cô bé Cổ Nguyệt kia để lại cho ta. Chọc thế liếc nàng một cái rồi nói, cái gì gọi là để lại cho ngươi? Ngươi đừng quên, bọn họ có thể đều là đồ tôn của ta, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Ngân Nguyệt Đố La lúc này lông mày nhíu lại rồi nói, làm sao, ngươi muốn đổi ý sao? Chọc thế lúc này cười hì, khí chàng ở trên người thu lại rồi nói, ta không có đổi ý nha, ta chỉ là giảng giải một sự thật. Ta chỉ nói chính là, ngươi có thể chọn những tiểu tử này, thế nhưng ta lại không nói nhất định ra bọn họ cho ngươi. Ngươi chung quy phải xem nhân gia người ta có nguyện ý hay không đã. Ngươi xem nha đầu Cổ Nguyệt kia cũng không muốn theo người học tập, xưng danh hái không ngọt, ngươi cũng đứng miễn cưỡng nữa, miễn cưỡng không có hạnh phúc. Thối lắm, lão lương yêu thích cô nàng này tính tình quật cường, còn nhỏ tuổi, nếu ngay cả một chút cá tính cũng không có, vậy cùng xác chết di động khác nhau ở chỗ nào, có cá tính ta liền thích. Ngân Nguyệt Đố La lúc này lối trận lô đình nói rằng, Thẩm Dập lúc này ở bên cạnh cậm cầm như hến, không có tiếng nào. Trước mặt hai vị này nàng vẫn đúng là không dám nói cái gì. Chọc thế lại nói, tất cả cũng chờ bọn họ thông qua sát hạch này hãng nói sau đi. Nếu như cái này không thông qua, như vậy các sát hạch khác điểm cao đến đầu cũng vô súng. Ngân Nguyệt Đố La lúc này yên tĩnh lại, cũng tán đồng gật đầu rồi nói, cũng giống như là đối với sát hạch thứ 9 này cũng vô cùng trọng yếu. Thẩm Dập lúc này mới thấp giọng nói, lão sư, dùng đẳng cấp sát hạch nào để bọn họ tiến hành đây? Chọc thế dù muốn hay không, đẳng cấp cao nhất. Thẩm Dập lúc này ánh mắt ngẩn ngơ, đẳng cấp cao nhất, thế này người trưởng thành cũng rất khó thông qua. Chuyện này, còn không mau đi sao? Chọc thế lúc này nhìn nàng dò dự, lập tức thúc giục. Vâng, cảm giác vặn vẹo từ bốn phía truyền đến, nhưng đối với Đường Vũ Lân đã quen thuộc thằng linh đài mà nói, trò này bất quá là lại trò trẻ con. Cường độ thân thể, cường độ tinh thần của hắn đều đầy đủ mạnh. Điểm biến hóa không gian nhỏ nhỏ ấy căn bản không đủ để tạo thành quấy xảy đối với hắn. Hào quang lóe lên, Đề Vũ Lân bốn người đột nhiên xuất hiện ra ở bên trong một thế giới. Bốn người cùng nhau xuất hiện, thời điểm nhìn thấy những người còn lại, bọn họ ngay lập tức sẽ làm ra phản ứng, duy trì trận hình bọn họ am hiểu nhất. Từng cây lam ngân thảo từ dưới chân Đường Vũ Lân mọc ra, bao trùm chung quanh, đồng thời cũng cảm thụ được chung quanh. Vô cùng giống với bên trong thằng linh đài, nơi này là một mảnh rừng rậm rộng lớn, nhìn qua còn nguyên sơ hơn cả thằng linh đài. Hạng thứ 9 dĩ nhiên lại là sinh tồn, thực lực là quá tốt rồi. Đối với chúng ta mà nói, phòng chứng không có sát hạch nào thoải mái hơn cái này nữa ấy chứ. Tào Giải lúc này có một chút hứng phấn nói ra. Đường Vũ Lân lúc này lại giơ tay lên, ra hiệu hắn cầm khẩu, sau đó thấp giọng nói rằng, lời này và thằng linh đài không giống nhau, chỉ ít thì cùng sơ cấp thằng linh đài không giống nhau. Ta từng theo Vũ Lão Sư một lần tiến vào trung cấp thằng linh đài, tham thực vật lời đó cũng nguyên thủy như thế này. Đừng quên đây là sát hạch của Sử Lai Khắc Học Viện. Thẩm Lão Sư chỉ nói hai chữ sinh tồn, lại không nói rằng phải sinh tồn bao lâu. Chúng ta hết tay đều phải cẩn thận, nếu như là địa phương giống như trung cấp thằng linh đài, như vậy chúng ta rất có thể sẽ gặp phải thiên liên, thậm chí là cả vạn liên hồn thú bất cứ lúc nào. Vạn liên hồn thú, nghe được mấy chữ này, ba người kia cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hứa Tiểu Ngôn đột nhiên thấp giọng nói, đội trưởng, nếu như lúc này ta đột phá cấp 30, có phải là có thể tiếp tục trực tiếp phụ ra thêm một cái hồn hoàn không? Nếu như là vạn liên hồn thú. Đường Vũ Lân lúc này lại là đột nhiên co mày rồi nói, đừng có mơ, với tình huống thân thể hiện tại của người, hấp thu vạn liên hồn hoàn cũng tự sát không khác gì nhau là gì. Đừng quên, người mới là tam hoàn, ở dưới tình huống bình thường, hồn sư muốn hấp thu được vạn liên hồn hoàn cần chỉ là ngũ hoàn bậc cấp tu vi mới được. Bản thân người lại không có năng lực cơ thể đặc biệt xuất chúng, tuyệt đối không nên có tâm lý cầu may như vậy. Bằng không thì rất dễ dàng gặp sự cố, lại giống như ban đầu ta thăng linh lên trên thiên liên vậy. Nghe hắn nói nghiêm túc, hướng Hứa Tiểu Ngôn lúc này nhất thời lẻ lưỡi một cái rồi nói, biết rồi. Đường Vũ Lân lại nói, đi thôi, chúng ta trước tiên tìm một chỗ có địa thế cao hơn một chút, như vậy tầm mắt sẽ khá hơn. Mà người ở các sát hạch trước cũng tiêu hao không ít, chúng ta làm hết sức tìm một chỗ nghỉ ngơi được rồi, đồng thời khôi phục lại hồn lực. Được, bốn người lúc này cẩn thận tiến lên, Cổ Nguyệt thả giá, Phong Điểu tiến hành trinh sát khoảng cách xa, khoảng cách cần chủ yếu là do Đường Vũ Lân khống chế. Phong Điểu cũng không phát hiện ra hồn thú nào, giống như vùng rừng rậm chỉ là vùng rừng rậm phổ thông mà thôi.
Đương nhiên thì Đường Vũ Lân tuyệt đối không cho là như vậy. Đây chính là sát hạch của Sử Lai Khắc học viện. Thời gian không lâu, bọn họ đã tìm đến một sườn núi nhỏ. Trên sườn núi tầm nhìn nên là thực sự tốt hơn nhiều. Đường Vũ Lân từ bên trong hồn đạo khí chữ vật của mình lấy ra bánh màn thầu lúc trước, phân phát cho mọi người. Mọi người đơn giản ăn một chút, thay phiên nghỉ ngơi, khôi phục lại hồn lực. Tất cả vẫn như trước, rất yên tĩnh. Bọn họ không hề chịu bất kỳ quấy rối nào cả. Đầy đủ mất 2 giờ, tất cả mọi người đều khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đội trưởng, có một chút kỳ quá nha. Đã 2 giờ, chúng ta ngay cả một con hồn thú đều không có gặp phải. Người nói xem lại là thế nào vậy? Ta giải thấp giọng hỏi. Đường Vũ Lân lúc này ở trong lòng cũng đồng dạng hơi nghi hoặc một chút. Theo đạo lý mà nói, sinh tồn sát hạch đương nhiên là sinh tồn thời gian càng dài, điểm số sẽ càng cao. Bọn họ ở nơi này cũng đã 2 giờ nhưng lại không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Vậy phải cái này gọi là sinh tồn sát hạch còn có ý nghĩa gì? Đối với hồn sư mà nói, tìm đồ ăn ở bên trong một cách rừng lớn này tuyệt đối không phải là cái gì khó khăn, cũng không phải loại sinh tồn đơn giản như thế chứ. Chúng ta có nên đi khắp lời xem thử hay không? Tạ Giải lúc này hướng về Đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn sắc trời rồi nói, không vội, trong này hiện tại hẳn là buổi chiều, đã đến trạng vạng chúng ta lại xuất phát, có thêm tinh luân bằng trượng của Tiểu Ngôn, chúng ta sẽ nắm chắc hơn một chút. Xúc động tuyệt đối là kẻ địch lớn nhất, hắn hiện tại không sốt ruột chút nào, đối với hắn mà nói, cùng bạn bè thu được điểm trọng của sát hạch này mới là quan trọng nhất. Nếu nơi này an toàn, vậy thì chờ một chút đi, ít nhất phải làm cho tất cả mọi người đều ở trạng thái mạnh nhất, sau đó mới đi khám phá huyền bí của nơi này. Bốn người ở ngay bên sườn núi tiếp tục nghỉ ngơi, ngay khi sắc trời dần dần tối lại, Đường Vũ Lân lúc này mới đứng lên, hắn lặng yên bò lên trên một cây đại thụ, đôi mắt nhìn ra xa xa. Thật rất sống với tinh đấu lại sầm lấm, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là tảng lớn cây cối, trời vẫn chưa ngả về đêm, vẫn còn có thể nhìn thấy mảnh rừng rậm rạp này, tán cây bao phủ lấy toàn bộ tầm nhìn. Đúng thời điểm này, đột nhiên thì một tiếng gầm rú trầm thấp ở phía xa vang lên. Ở trong nháy mắt, khi mà thanh âm trầm thấp này xuất hiện, toàn bộ rừng rậm phảng phất đều trở nên sốt ráo lên. Đường Vũ Lân lúc này nghe được thanh âm gầm rú này, ở trong nháy mắt lông tơ dựng đứng, dường như gặp chuyện gì đó kinh khủng, trong cơ thể nóng lên, khí huyết cường thịnh dâng trào tỏa ra, lúc này mới đem cảm giác sợ hãi này của hắn ép xuống. Đây là vật gì? Đường Vũ Lân lúc này ngẩn ngơ biến sắc, cấp tốc từ trên cây tuột xuống. Hắn tuy rằng không biết là cái gì, nhưng chỉ từ rất xa nghe được đối phương gầm rú đã có phản ứng lớn như vậy. Chuyện này có ý nghĩa rằng tuyệt đối phát sinh ra một con hồn thú vô cùng khủng bố. Hắn đã từng gặp được hồn thú mạnh mẽ nhất, chính là Tam Nhãn Mà Viên bị hắn hấp thụ linh lực. Trận chiến năm đó của Vũ Trường Công cùng với vạn niên Tam Nhãn Mà Viên đã lưu lại cho Đường Vũ Lân ấn tượng vô cùng sâu sắc. Nhưng nghe ảnh hưởng của động tĩnh vừa nãy đối với bản thân, giống như còn muốn mạnh mẽ hơn cả Tam Nhãn Mà Viên đấy. Khi hắn tuột đến dưới gốc cây, đã nhìn thấy đồng bọn ai lấy đều biến sắc. Này, đó là âm thanh gì vậy? Hù chết người khác chắc. Tạ Giải lúc này sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt ngơ ngác. Hứa Thiên Ngôn lúc này cùng tình huống của hắn cũng tương tự. Cổ Nguyệt lúc này cũng đã sắc mặt khó coi, nhưng so với hai người bọn họ khá hơn một chút. Đều một lần lúc này trầm giọng nói, ta cũng không biết là thứ gì, nhưng nghe ra được nó cách đây không quá xa. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, một tiếng rít gào khác vang lên so với âm thanh lúc trước mà nói. Âm thanh này còn sắc bén hơn nhiều lắm, nhưng kỳ dị chính là khi mà nghe được âm thanh này, cảm giác ngột ngạt ở trong người bọn họ do âm thanh trước đó mang lại ở trong khoảng khắc biến mất không còn tăm hơi. Đây là... cảm giác thật là kỳ quái, chúng ta đi xem sao. Cô Nguyệt hướng về Đường Vũ Lân nói rằng. Đường Vũ Lân gật đầu rồi nói, đi thôi. Nếu là sát hạch, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Dù cho bọn họ thông qua, chỉ sợ rằng hai con hồn thú khủng bố này cũng sẽ tìm tới bọn họ. Vậy chi bằng chủ động xuất kích, có thể nắm giữ ra một ít chủ động. Bất kể là sát hạch gì, cuối cùng sẽ không sắp xếp một thứ mà bọn họ hoàn toàn không có khả năng thông qua. Trước tiên đi quan sát tình huống một chút rồi lại nói. Phong điểu đi đâu? Phi hành ở phía trước. Đường Vũ Lân bốn người theo ở phía sau, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhanh chóng tới gần. Đường Vũ Lân ở mặt trước mở đường, mọi người cố hết sức thu lại khí tức của mình. Cổ Nguyệt biến sắc mặt, thấp giọng nói, bên trái phía trước, bên đó có một cái sân cốc, đó là ở chỗ đó phong điều của ta bị một luồng sóng khí thổi tan. Mọi người cẩn thận một chút, theo sát phía sau của ta. Đường Vũ Lân lúc này vừa nói, ở trong cơ thể khí huyết phun trào, đã đem kim lân phóng thích ra bên ngoài.
vảy bao trùm mãi cho đến vai, giữa chân, một vòng hồn hoàn màu vàng kim lặng yên xuất hiện. Lực lượng khí huyết trên người hắn không chỉ bảo phủ lấy mình, cũng tỏa ra giúp cho ba người phía sau cảm thấy an toàn hơn rất nhiều, chỉ ít không có cảm giác ngột ngạt do sóng âm lúc trước ảnh hưởng. Xuyên qua rừng cây, quả nhiên đúng như Cổ Nguyệt nói, một vùng sơn cốc hiện ra trước mặt của bọn họ. Bên trong sơn cốc cũng đã cây cỏ xanh um tươi tốt, nhưng chưa tới rìa sơn cốc, từng luồng khí tức cũng đang mạnh mẽ truyền đến. Bốn người tất cả đều thôi thúc ra hồn lực chống lại những khí lạnh này, hướng về ven rìa cũng là sơn cốc, cẩn thận từng ly từng tí một nhích tới gần. Năm sạp đi tới, Đều Vô Lân lúc này, người thứ nhất nằm ở trên mặt đất, thân thể kẻ sát mặt đất, khí lãnh xung kích dĩ nhiên nhỏ hơn rất nhiều. Ba người bọn kia cũng là làm ra động tác như vậy. Đi theo phía sau hắn, bốn người cùng nhau tới ven rìa sơn cốc, nhìn vào ở bên trong sơn cốc. Khi bọn họ nhìn thấy tình huống bên trong sơn cốc, tất cả đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bên trong sơn cốc, từng tiếng lổ vang không ngừng truyền đến, hai đạo ánh sáng đang nhanh chóng và chạm vào nhau. Thể tích hai đoàn ánh sáng này lớn vô cùng, mỗi một cái đều có đường kính vượt quá 30 mét, mỗi một lần va chạm đều có loại cảm giác sơn điều địa chấn. Sóng khí này chính là truyền đến trong lúc bọn họ va chạm. Đây là... Đều Vô Lân lúc này vận chuyển từ cực ma đồng, hướng về hai đoàn ánh sáng nhìn lại, đây rõ ràng là hai con hồn thú. Một đoàn hào quang màu vàng sẫm, thân hình to lớn, thời điểm nhìn thấy nó, ánh mắt của Đường Vô Lân ở trong nháy mắt này liền động lại, bởi vì hắn nhận biết xuống chúng hồn thú này chính là loài đã từng khiến cho bọn họ đau đến không muốn sống, mỗi lần đối mặt với đều vô cùng thống khổ, ám kim khủng trả hùng.